Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về một số nội dung liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cập nhật tình hình đến 18 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2021, như sau. Trong ngày 10 tháng 8, Quảng Nam ghi nhận 8 ca bệnh, bao gồm 2 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn, bệnh nhân 225.409, TTN, nữ, sinh năm 1976, có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng bệnh nhân 225.410, HDC, nam, sinh năm 1980, là chồng của bệnh nhân 225409. 5 ca bệnh về từ thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương, trong đó 2 ca về tự do, bệnh nhân 225.407, BNT, nữ, sinh năm 1975 tại huyện Núi Thành và bệnh nhân 22.5403, HVT, nam, sinh năm 1993 tại thành phố Tam Kỳ. 3 ca được bán về. Huyện Bắc Trà Mi 1 ca, BN 225.405, TTB, Nam, sinh năm 2006. Huyện Phú Ninh 1 ca, bệnh nhân 225.406, NTNL, nữ, sinh năm 1981. Huyện Hiệp Đức 1 ca, bệnh nhân 225.408, HMK, Nam, sinh năm 2019. 1 ca bệnh về từ thành phố Đà Nẵng, bệnh nhân 225.404, TTT, nam, sinh năm 1998, Thanh Bình, được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại điểm trước phòng chống dịch tại thị xã Điện Bàn. Công tác truy vết, giám sát trong ngày liên quan đến hai ca bệnh tại thị xã Điện Bàn, bệnh nhân 225.409 và bệnh nhân 225.410, có 38 trường hợp F1, đều có kết quả âm tính.